Em chào bác nhá. Hôm nay em sẽ làm một cái video gửi cho khách hàng. Trên đây thì em sẽ test cái con máy này, tất cả những cái tính năng của nó bao gồm là ion, khả năng lọc không khí, rồi là các cái cảm biến của nó. Thì em test ở đây để cho gửi cho các bác ấy trước. Sau đó là các bác ok thì em mới gửi máy. Đấy. Thế thì bây giờ em test và em cũng làm video này để cho các bác tham khảo cách để mua một chiếc máy lọc không khí luôn, và cũng là như là sử dụng cái máy lọc không khí này làm sao cho nó hiệu quả các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ đi test này. Cái việc đầu tiên ấy thì đây là một con máy mà em đã đấu giá về, đây là máy đấu giá nhá. Đấy, thế nên là cái chất lượng động cơ của nó rất là tốt, nó không bị nước vào. Đấy, đấy là cái điều khẳng định luôn. Đấy, tiếp theo thì về cái chất lượng không khí thì ở đây em sẽ sử dụng hai cái loại máy này để em đo chất lượng không khí để cho các bác, để cho bác chủ bác xem. Thì đây là máy đo nồng độ, nó sẽ chuyển đổi sang cái chỉ số chất lượng không khí là AQI. Để đấy, đây là chất lượng không khí AQI. Đây, em sẽ chuyển sang AQI. Đây là chất lượng không khí ở trong phòng của em hiện tại, gần như là nó cực kỳ sạch luôn. Đấy là em đã test cái con máy này. Và em sẽ đo cái dùng cái máy đo đồng cái đo hạt này để đo cái cửa gió ra và cái số hạt bụi ở cửa gió ra. Nhớ anh nhé. Ok. Em cũng sẽ dùng cái con máy đo nồng độ ion này để kiểm tra cái hoạt động của cái ion này xem nó có tốt hay không. Đấy. Ok, thế thì bây giờ em sẽ kiểm tra máy nhé. Đầu tiên thì là em sẽ đọc cái mã máy để bác chủ tham khảo. Cái mã này nó có cái đuôi là 9319. Cái số seri đuôi là 9319 bằng CK70S thì bác chủ bác sẽ nhận hàng kiểm tra cái số seri máy để nhận máy nhé. Ok, bây giờ em sẽ test này. Đầu tiên là em sẽ đo cái chất lượng không khí. Hiện tại giờ chất lượng không khí trong phòng rất là tốt rồi, bởi vì em đã dùng bật cái máy này rồi. Thế nên là bây giờ em sẽ tạo ra. Đây, em sẽ dùng một cái bật lửa. Đấy, và một cái coi như là tờ giấy đi. Đây, một tờ giấy để em sẽ tạo ra một mịn. Đó, đó. Thì bây giờ em sẽ chỉ xem zoom lại xem nào. Ok, hoặc là em sẽ để gần cái máy vào đây để cho các bác tiện theo dõi nhá. Được rồi. Đó, ok. Bây giờ em sẽ, đây là cảm biến mặt trước của nó, em sẽ hướng dẫn sử dụng qua đã, sau đó em sẽ test nhé. Đấy, thì mặt trước của nó thì nó sẽ là có bảng hiển thị, và mặt trên này có bảng điều khiển. Bảng hiển thị nó sẽ cho biết là độ ẩm trong không khí, bụi PM10, PM2.5 và mùi. Cái đèn đây á, là cái đèn báo công suất của đã chạy được bao nhiêu phần trăm công suất. Đây là đèn thông báo, khi mà cái đèn thông báo này nó báo đỏ lên thì các bác phải nhìn bên trên này. Nhìn bên trên này xem là một là nó sẽ báo đây. Đây. Khi mà đèn này, cái đèn mặt trước nó báo đỏ thì các bác phải nhìn lên trên cái mặt này. Thì mình sẽ biết được rằng là nó bị báo đỏ về cái lý do gì. Ở đây là vệ sinh tĩnh điện, tức là hai cái cột tĩnh điện ở hai bên. Vệ sinh trimmer là cái cột, là cái cục trimmer ở giữa. Hết nước, đấy, và đèn báo khóa trẻ em. Đấy, và tắt đèn, Đấy, tối ngủ thì sáng quá mình ấn nút này để tắt đèn. Bấm giữ 3 giây là khóa trẻ em. Rồi ok, nên hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt thì cái này gần như là mình cũng không sử dụng. Đấy. Eco mình cũng không sử dụng, Eco tiết kiệm điện. Đấy, đây nút bật tắt. Nút bật tắt thì không. Cái nút này là nút lọc tuần hoàn, chế độ làm ẩm, chế độ gió. Thì em sẽ hướng dẫn cho các bác khoảng 2-3 cách dùng hiệu quả để các bác có thể tham khảo nhá. Đây. Để như này cho dễ nhá. Ok. Cách dùng thứ nhất này là các bác để ở chế độ gió ở cái chế độ liên tục tự động. Và để 24/24, một ngày một lần trước khi dùng phòng thì các bác sẽ chuyển sang chế độ turbo. Ví dụ như là phòng dưới 25m² thì các bác để 20 phút, trên 25m² thì các bác cứ để 30 phút đến 40 phút là ok. Bấm vào đây, để chuyển sang chế độ turbo. Sau đó thì các bác lại để về chế độ tự động và để 24/24. Cứ mỗi ngày một lần thì các bác chuyển sang turbo khoảng 1 giờ như vậy trước khi dùng phòng. Đấy là cách dùng thứ nhất. Cách dùng thứ hai là dùng trong hiệu quả nó cao hơn, là các bác để ở cái chế độ trung bình hoặc mạnh tùy theo cái độ ồn mà các bác chấp nhận được. Bấm vào đây. Ví dụ như nhà em thì em để ở chế độ trung bình và để 24/24 thì cái độ ồn của nó chấp nhận được, cũng khá là ngon. Đấy. Còn ở cửa hàng, nếu nhà các bác ở mặt đường nhiều bụi, để ở cửa hàng thì các bác để ở chế độ mạnh và cũng để 24/24. Đấy. Ok chưa ạ? Em dịch hết tiếng Việt ra đây rồi. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là cách dùng số 3 là các bác để ở chế độ tự động. Sau đó là một ngày một lần trước khi dùng phòng, các bác bấm vào cái nút lọc tuần hoàn này và để lọc tuần hoàn khoảng 1 tiếng, sau đó lại bấm lại nút chế độ tự động. Đấy là cách dùng số 3. Rồi ok, bây giờ đến chế độ làm ẩm. Chế độ làm ẩm này thì là các bác đây, để khả năng là hơi khó nhìn đúng không. Cái chế độ làm ẩm này thì các bác cứ để ở chế độ tự động là ok nhá. Nó sẽ độ ẩm khi mà nó đạt được cái độ ẩm trên 70 là tự động mất rồi, nên là các bác cứ để ở chế độ tự động hoặc là chế độ liên tục là ok. Đấy là hai chế độ thường xuyên dùng.
Nếu mà dùng điều hòa các bác để liên tục mà bình thường có thể chế độ tự động cũng được, em dùng thấy khá ổn. Đấy, đây là đèn báo hết nước của báo này. Đó, ok. Thế thì cái chế độ làm ẩm này, nếu mà trường hợp mà các bác mà để chế độ tự động rồi mà nó vẫn còn bị khô ấy, thì các bác có thể là chuyển sang cái chế độ gió này sang cái chế tốc độ gió nó mạnh hơn, thì cái lượng hơi ẩm nó đi ra nhiều hơn, thì đấy là cái cách tăng cái độ ẩm lên. Đấy, đấy là em hướng dẫn cho các bác là khoảng 3 cách dùng rồi. Đấy thì các bác có thể về dùng như vậy. Và cái bật tắt ion này thì các bác có thể để 24/24 nhá. Để 24/24. Ok, bật lên thôi. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ đo kiểm cái chất lượng không khí cũng như là tất cả những cái bài test nhá. Rồi em để ra đây. Ok. Rồi. Nào, bây giờ việc đầu tiên là em sẽ đi test cái ion trước đi. Ion. Đây em để gần vào đây để test ion nhá. Thì ở đây em sẽ sử dụng cái máy đo mật độ ion. Đấy, bật lên này. Bật lên này, đặt tay vào này. Bắt đầu là cửa nó ra. Các bác có thể nhìn thấy lên dấu âm chưa? Đây zoom lại nhá. Zoom lại cỡ ra. Ok, đặt dần vào. Đấy. Các chủ có nhìn thấy không? Cái mật độ ion của nó đây. Mật độ ion của con này rất là cao nhá. Cái này là đây này các bác này, nhìn này, con này là ion 25.000 thì đây ở đây các bác nhìn thấy con nhân với 10 mũ trừ 4 à nhân 10 mũ 4 không? Đó, đặt vào đây này. Nó lên dấu âm. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này lên rất cao. Em giả sử khi em tắt tiêu đi này. Đấy, nó lại lên dấu dương, đúng không? Bây giờ bật lên này. Đấy, ok. Thì đấy là cái đây. Bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đó. Ion hoạt động rất ngon. À, đặc điểm của Daikin là ion của nó là rất là bền. Nếu mà trong trường hợp mà nó không bị đứt cái dâu của cái ion ấy thì nó gần như là nó sẽ không bị hỏng. Thế nên là ion của Daikin thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Ok. Rồi, ion hoạt động ok. Bây giờ là đến test cái hiện tại giờ thì em đang sử dụng chất lượng không khí ở trong phòng đây, nó rất là ngon. Bây giờ em sẽ tạo ra cái bụi mịn nhá. Bằng cách này em sẽ dùng một cái tờ giấy này, em sau đó này em đốt con này. Để test cái khả năng báo thì mình sẽ chuyển sang chế độ tự động này. Để nó báo luôn ở trên đèn đỏ đây. Ví dụ như thế này. Đó. Đấy, thì đây tắt đi. Ok. Thì đấy, nó sẽ báo luôn đèn đỏ và đấy, các bác thấy không? Nó rất là nhạy. Con này có báo bụi mịn 2.5 nên là nó rất là nhạy luôn. Thế thì em đo luôn này. Đấy, cái đèn này nó cũng sẽ báo đỏ lòm rồi đây. Các bác nhìn thấy nó đỏ báo đỏ lòm hay không? Đấy, báo đỏ lòm luôn nhá. Thì ở trên cái con máy này á thì cái vị trí bẩn nhất nó là hai bên và mặt trước và sạch nhất nó ở đây. Thế giờ mà ở vị trí bẩn nhất đây, nó đỏ lòm đúng không? Đây em để gần vào cho các bác xem. Đỏ lòm đúng không? Em để lên trên này này. Đấy. Đấy, nó lại về ngon này, cành đào luôn. Đấy. Cái PM1.0 tức là bụi siêu mịn của con này rất là thấp, gần như là nó không có bụi. Nó rất là ít luôn. Cái chỉ số PM1.0 này nó về không luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy. Nó sẽ xuống dần. Cái con máy đo này nó rất là nhạy. Nó rất là nhạy luôn. Đấy. Khi mà đó cái cửa nó ra, cửa nó vào thì đương nhiên là nó đỏ đòn rồi, nó đỏ đòn như thế này này. Đấy, và cái cửa nó ra nó cực kỳ ngon luôn. Đây, em để ra ngoài này. Đây, để như này đi. Nó sẽ lên đỏ. Tại vì vừa ấy em thổi bụi ra, đấy các bác nhìn thấy nó lên vàng không? Đấy, nó lên vàng và lên đỏ, nhưng mà cửa nó ra này. Cực ngon luôn. Đây. Nó sẽ về không luôn. Đấy, thế thì đấy là đo bằng máy đo đồng độ nhá. Thế bây giờ em còn test một cái bài toán test nó khó hơn, đó là em sẽ sử dụng cái máy đo đếm hạt này. Đây là một cái máy đo đếm hạt để bây giờ em sẽ đo cái chất lượng không khí trước khi đặt vào nhá. Đây, em sẽ đo cho các bạn xem. Đây là số hạt bụi, đo được số hạt bụi đi qua cái đường gió vào này. Trong vòng 20 mấy giây đấy. 20 giây. Đó, và các bác thấy rằng là cái lượng hạt đây nhá, các bác chụp lại ảnh màn hình. Đấy, và bây giờ không biết là có rõ không, nhưng mà bác sẽ chụp lại ảnh màn hình nhá. Đó, đây em đo được là bụi 2.5 là 143 hạt, bụi 0.3 là 30.000 hạt nhá.
Ok, mình chỉ cần quan tâm đến đèn bụi 10 cũng có luôn này. Bây giờ em sẽ đo cửa gió ra nhá. Ok. Đây. Các bác chụp lại nhé, em đo lại lần nữa này. Đấy, các bác chụp lại nhé. Ok chưa? Em đọc được ở đây nó là 23 hạt và 4.500 hạt. Có nghĩa là 30.000 so với 4.500 hạt thì tức là nó đã giảm đi con số cực kỳ lớn luôn. Đây em đo một cách cẩn thận, chính xác đọc giữ đi này. Đây bác, các bác nhìn thấy cái vạch màu xanh này, nó gần sát ở phía bên này, tức là chất lượng không khí cực tốt luôn. Đấy, nó đo được có hai hạt bụi 2.5 và không có những cái hạt bụi lớn nhá. Bụi kia còn có 3.000, tức là nó giảm bằng 30.000 xuống còn 3.000, tức là giảm 1/10 luôn. Rất là tốt luôn. Đấy, thì đấy là đặc điểm của máy lọc không khí Daikin, nó có hệ thống lọc tĩnh điện. Đây là màng lọc máy cũ và màng lọc tàu mà chất lượng không khí nó ra được tốt như thế này. Thì các bác phải biết rằng là cái chi phí sử dụng cho cái máy lọc không khí Daikin này nó cực kỳ thấp, bởi vì màng lọc tàu nó chỉ có đâu đó là 200.000, hơn 200.000 thôi, và nó ra được cái chất lượng không khí như này. Còn màng lọc chính hãng của các hãng nó bán ở trên thị trường, một bộ của nó rơi vào khoảng từ 2 cho đến 3 triệu một bộ màng lọc, vì thay là phải thay cả hai cả màng than, nhưng mà thằng Daikin này chỉ thay một màng thôi, đó là màng HEPA. Và một lần thay cái máy bình thường nó sẽ bằng cái con máy Daikin này thay 10 năm. Thực tế nó thế, nên là cái chi phí sử dụng của các bác rất rẻ. Ok chưa ạ? Đó, thì đấy là về cái chất lượng không khí của cái máy này cũng như cảm biến, rồi là tất cả mọi thứ em đã test để gửi cho khách hàng trước khi mà em giao máy cho khách hàng. Thì lâu rồi em không làm những video clip như này để đăng lên kênh YouTube, em chỉ làm video clip để gửi cho khách hàng trực tiếp thôi, vì đăng nhiều lên kênh YouTube sợ loạn. Thế nhưng mà em sợ mất thời gian của các bác, em làm cái video này để cho các bác biết là cách để kiểm tra một chiếc máy lọc không khí thì nó như thế nào. Thế còn để về vệ sinh thì các bác sẽ về hai bên này, nó có hai cái nút bấm đây, để sang một chút nhá. Hai bên này nó có hai nút bấm, mình bấm vào này, mình nhấc ra đấy là cảm biến an toàn, nó sẽ tự ngắt. Thì các bác 3 tháng một lần các bác sẽ tháo ra đi vệ sinh. Thì đây mình sẽ vệ sinh cái này, là cái bộ trimmer, nó cũng ghi rõ là cái chữ trimmer ở đây. Ngâm nước sau đó là dùng bông ngoài tai lau ở các vị trí nó đánh lửa ấy đi, xong rồi để khô, xong rồi các bác mới đặt vào. Đó, tương tự như thế đối với những cái cột này mình cũng tháo ra 3 tháng một lần, mình vệ sinh sạch ở đây, mở ra như này, vệ sinh sạch ở hai bên, ở các cái thanh qua bụi này. Đây là lọc bụi siêu mịn, cái này là bụi siêu mịn cực tốt luôn đó. Sau đó là để khô xong các bạn lại đặt ra. Đó, màng này thì các bác dùng máy hút bụi để hút nhá, hút bụi để hút. Đó, đây là màng than. Màng than và màng HEPA thì em đều thay mới hết tất cả là màng tốt, loại tốt luôn nhá, đều thay mới hết. Đó, đây là biến áp đổi nguồn, em đều để biến áp đổi nguồn ở đây để cho nó bền, để nó luôn luôn được làm mát khi nó dùng. Bản chất máy biến áp nó chết là do điện áp cao, chứ ít khi nó chết do quá áp lắm. Nước thì các bác sẽ dùng nước sau lõi lọc, tức là nước đã lọc lọc qua lõi dầu rồi thì nó sẽ không có cặn canxi. Cho ở đây nhé, bạn chặt lại xong cầm, mình cầm mình sách này xong mình đặt vào. Ok, còn màng lọc, màng lọc nước, đây là cái công nghệ mà em đã nói rất là nhiều, đó là bù ẩm theo phương pháp bay hơi tự nhiên. Nó rất tốt cho sức khỏe, nó không để lại các cái hạt nước ở trên da hay là trên đồ vật, nó không là nơi cư ngụ của các vi khuẩn virus. Thế nên là em đã đây, màng lọc thì em đã thay mới hết nhá, tất cả đều là đồ mới, nên là và bảo hành 3 năm, nên là các bác yên tâm là dùng con này chả khác dùng máy mới. Đó, ok, thì đấy là về thế này. Thì cái màng nước thì các bác cũng phải vệ sinh một tháng một lần, cái vệ sinh đây các bác phải tháo ra như thế này để đi vệ sinh xịt rửa. Các bác một tháng một lần mà xịt rửa thì các bác sẽ không phải tháo ra để xịt rửa nữa. Xịt rửa một tháng một lần
xịt rửa vị trí các vị trí đây, các vị trí đây, xịt rửa nhá. Ok, đặt vào đúng khay, sau đó quay như này là ok nhá. Để đặt vào. Đó, ok. Đặt từ trên xuống. Ok. Thì đấy là cái khi mà nó nhấp nháy AH này có nghĩa là mình đặt màng than chưa đúng cái vị trí. Em vừa chưa lắp cái màng bên ngoài vào. Đấy là em để như vậy để các bác biết được cái mã lỗi này là cái gì. Ok. Đấy là một cái video của em để hướng dẫn cho các bác sử dụng cái con máy cũng như là gửi cho bác mua máy biết. Để bác khi sử dụng bác lưu lại video này để thỉnh thoảng bỏ ra xem. Ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào các bác nhé.